cáo phó Cha Francisco Ngô Văn Toan. Cha Francisco Xavier Ngô Văn Toan sinh ngày 15 tháng 6 năm 1964 tại đền thánh Tử Đạo Đông Phú, giáo phận Thái Bình, xã Lam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 6:00 thứ Bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Dần, tại giáo xứ Sa Cát, hưởng dương 58 tuổi, 21 năm linh mục. Ta là sự sống lại và là sự sống, cáo phó, trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, giáo phận Thái Bình trân trọng kính báo. Cha Francisco Xavier Ngô Văn Toan sinh ngày 15 tháng 6 năm 1964 tại đền thánh Tử Đạo Đông Phú, giáo phận Thái Bình, xã Lam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về lúc 6:00 thứ Bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Dần, tại giáo xứ Sa Cát, hưởng dương 58 tuổi. Chương trình tang lễ: Chúa nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022, 8:00, khâm niệm di quan ra nhà thờ giáo xứ Sa Cát. 9:00, thánh lễ, phục vụ lễ Chúa nhật giáo xứ Sa Cát. 15:00, thánh lễ, phục vụ lễ Chúa nhật gia đình Ninh Tông huyết tộc. 19:00, thánh lễ, phục vụ lễ Chúa nhật giáo xứ Cát Trại, giáo xứ Cát Đàm. Thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 2022, 8:00, lễ viếng của các cơ quan chính quyền. 9:00, thánh lễ, đền thánh Tử Đạo Đông Phú. 15:00, thánh lễ, giáo hạt thành phố và quý cha đồng môn khóa 94. 19:00, thánh lễ, giáo xứ An Lạc, giáo xứ Cổ Việt, giáo xứ Trại Gạo. Thứ Ba ngày 11 tháng 10 năm 2022, thánh lễ an táng. 7:30, lễ viếng của Ban Tư vấn và Linh mục đoàn giáo phận Thái Bình. 7:45, đón đoàn đồng tế từ nhà chung giáo xứ ra nhà thờ. 8:00, thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Sa Cát. Sau thánh lễ, linh cữu cha Francisco sẽ được đưa về an nghỉ tại vườn thánh Mỹ Đức. Xin quý đức cha, quý đức ông, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho cha Francisco thay mặt ban tang lễ, linh mục Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám, tổng đại diện.